Hello mọi người nhá. Thì bây giờ mình đang đi làm rau. Đi làm rau mọi người. Rau này là rau đậu cube nhé. Đó thì bổ ra như thế này để nấu cho nó ngấm gia vị mọi người. Rau này là rau nhà trồng nhé. Rau này ở nhà trồng. Cây rau to chưa? Đó, cây rau nhà mình để trồng. Nấu ăn. Đậu này xào, có thể xào thịt hoặc là xào tôm, xào tỏi không cũng được. Đậu này nói chung là nó rất là ngon. Mình sẽ bổ ra như thế này nhé. Đó, mọi người sẽ bổ ra như thế này để cho nó ngấm gia vị đấy các bác. Cái đậu này mà mình để nguyên như thế này mình nấu thì cũng được thôi, nhưng mà kiểu gia vị nó không ngấm được vào trong á. Mình sẽ bổ ra để cho nó dễ ngấm gia vị. Này mọi người này, để em cho mọi người xem cho nó sát sàn sạt này. Đó, mình sẽ bổ ra như thế này mọi người này. Mình sẽ bổ xéo ra như thế này này. Đó, mình sẽ bổ chéo ra như thế này này, nó dễ ngấm gia vị ấy. Đó, đậu nó rất là non nhé, rất là mềm. Đó, các bác thấy đậu nó rất là non. Đậu này thì ăn rất là ngon nhé mọi người. Nhà trồng nên là cũng không thuốc thang gì cả nên là ăn rất là an toàn. Đó, mình hái những cái cây nó đang rất là non. Đó, bổ ra để mình nấu. Này mình có thể xào với thịt hoặc là xào với tôm. Đó, tùy theo mọi người thích. Mình muốn xào với cái gì cũng được. Hoặc là có thể luộc chấm nước mắm. Tùy theo mọi người làm món ăn. Mình cứ phải chẻ ra như thế này để cho nó dễ ngấm gia vị mọi người nhé. Cái đậu này thì nó khó, rất là khó ngấm gia vị. Đó, mọi người thấy nó khó ngấm gia vị. Đó, thì cũng rất là nhanh nên mình làm trong vòng mấy phút là đã xong rồi đây này. Đó. Ok tất cả mọi người nhé. Ok mọi người, bye bye mọi người nhé. Hẹn mọi người những video lần sau nhé.